Nhà em khô quá trời về thôi. Em không có thích kem á, em không dùng kem gì hết á. Dưỡng da serum dưỡng ẩm thôi. Chứ bữa nay nó đang chuyển mùa á, dưỡng ẩm nó khô. Khô nó nhanh lão hóa, nó nhanh bị nhăn á. Mà nó khi một khi nó nhăn rồi là nó khó khó bị khó hồi lại. Để trước khi nó chưa nhăn mình dưỡng. Chị cũng có bán rồi đúng Ừ, chị có mình sẽ làm dưỡng ẩm. Dưỡng ẩm rồi phục hồi rồi dưỡng ẩm. Da khô quá trời, nó không có chất gì dưỡng này. Nó nhìn lão hóa. Khánh giờ không kêu chị nha. Môi nó cứng đầu lắm không? Nó cứ khó thế nha. Em ở quận mấy? Quận 12 à? Như hôm qua em nhắn tin cho chị mà đúng không? Được không? Hỏi chị Tết tay chị có làm đi kiếm cực luôn. Chị đang nhầm. Ủa, chị thấy ở đây cũng dễ kiếm mà Bật bản đồ lên nó bảo tới rồi mà đi vòng vòng không thấy đâu. ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thì cả một buổi chiều chuẩn bị là đấy các bạn. Mời các bạn cùng thưởng thức bữa cơm chiều với tem của tụi mình. Đây các bạn ơi. Rồi mình ăn rồi vô. Dạ gì đây? Cá chiên xù. Đang đi đây. Tên mặt ăn là không có chuyện mà. Cá lóc nướng. Gì với nước mắm chua ngọt với rau sống nha các bạn. Cuốn bánh tráng với bún. Này để ăn nêu cảm nhận cho các bạn nghe. Thấy sao? Nó rất là giòn. Chấm nước mắm chua ngọt các bạn, ăn rất là ngon mà. Đây tôi xin thử một miếng cá lóc nướng. Mời các bạn nha. Có ăn gì? Có ăn gì? Cơm hả? Cơm. Wow. Trời ơi. Miếng cá lóc á thì nó vừa chín tới. Chấm với nước mắm chua ngọt. Vừa chua, vừa mặn, vừa cay. Rồi, bả cháy, bả cháy. Quá đã. Chiến nè, chiến cuốn bánh tráng nè. Chưa ăn chưa? Ủa sao bánh tráng nó té cái thiệt lạ? Có nhúng nước không? Con ăn cái gì? Không. Cá nướng nha. Có nhúng nước mới đúng. Dạ, ủa nè, cá nướng rồi. Cá nha, bài à. Nó giòn, bánh tráng hay giòn ha. Bài hết trơn rồi nè. Nhúng miếng nước á. Nó biết đâu à. Giòn. Thanh niên này không ăn bánh tráng. Dạ. Ăn xong chưa? Uống nước này không? Lấy này không? 10. Nhúng nước mà. Quỷ ta? Đâu sao ta? Chấm ăn đại. Mặc dù dù cái bánh tráng mình cuốn thì đẹp nhưng nó ăn rất là ngon. Tự một tay mình cuốn thấy ngon đúng không? Chả chả lấy chả thêm á. Dĩa đi ha, dĩa để chung nha. Mẹ chiên cho mấy miếng chả nữa nè. Chả cái sạc nãy á. Chả cái sạc á các bạn. Cái sạc hơi nhiều ha. Cái sạc nãy mình làm bắt nhóc luôn á. Dạ. Ăn đi. Con ăn đi, hồi có bảy ăn sao? Mời đầu bếp của mình ngay tự tay chiên cá nướng cá này dạ. Nêu cảm nhận nha. Gói ăn đâu mà. Đó, thấy đầu bếp nướng gói em không Chiến. Dính tay từ nó hơi mềm ha. Dạ. Em để nước hơi nhiều quá. Bún này là một nghệ thuật. Sao đầu bếp? Rất ngon các bạn. Kìa mẹ cho cái nước kìa. Lấy dễ đựng. Lấy chén đợi đi. Ăn luôn. Ừ. Cuốn bánh chén là phải một nghệ thuật. Không phải là cuốn cuốn là cuốn sao cuốn. Chị hả? Chị không? Giờ mình cùng xem anh Sumo ống cuốn bánh tráng này các bạn. Tay cầm tay cuốn nha. Đó, nghĩa thật ghê. Cuốn tay luôn. Nghĩa thật quá. Sao chưa? Cuốn cái bánh nó gì? Nó gắt rồi. Nó gắt rồi. Cuốn mình nó thôi cười luôn nè. Đây có tàu canh chua nữa nè các bạn. Tàu canh chua dư âm rồi chưa. Mà hồi là cameraman là không gì ăn luôn đó. Đây, hai miếng đi. Đi luôn. Đi có gầm sẵn ăn. Từ đây làm đó. Đói. Đói ngon giống chứ. Ăn được không cười? Hả? Cười. Được không?